Đây là con Tissot đầu tiên trên tay mình thuộc những cái phiên bản giới hạn. Đây là một con Tissot AutoWatt. Anh em nghe AutoWatt bao giờ chưa? Đây là cái con nó có mã là BRC200. Nó có một cái bộ sưu tập tên là BRC200 rất là đặc sắc. Đây là một con đồng hồ có 8888 bản duy nhất trên toàn thế giới. Nó có một cái máy gọi là AutoWatt. Không phải kéo xì dách mà bị quắt đâu ha. AutoWatt là sự kết hợp giữa automatic và clock, là cái từ mà chỉ đồng hồ pin đó. Thì đây là một con đồng hồ có cục pin, và chúng ta sẽ vẫn thấy được bánh đà phía sau. Và cái bánh đà này sẽ là cái nguồn điện, nguồn năng lượng để cấp vào trong cái cục pin. Và cái cục pin này nó tích trữ năng lượng đâu đó khoảng 100 ngày. Và cái cục pin này tuổi thọ của nó kéo dài lên đến khoảng 10 năm. Đây là cái con đồng hồ tiệm cận nhất tới một cái con đồng hồ mà có pin vĩnh cửu ha. Các bạn cũng có một cái thiết kế rất là classic, rất là cổ điển. Trên một con đồng hồ mặt số màu trắng vân sọc. Rồi hai bên sẽ là một cái sự tương phản giữa cái cọc số 8, 9, 10 nè, với lại một cái lịch ngày. Và rồi khi mà mình lên tay thì cho các bạn xem luôn. Đây là một con đồng hồ khá là đáng tiền để anh em sở hữu trong vòng tầm giá khoảng 7.2 cho phiên bản này. Trời ơi, làm gì có limited edition mà trong vòng 7-8 triệu thôi. Con này trong hãng thì mức giá chắc chắn là sẽ hơn như vậy rồi. Sapphire nguyên khối lộ máy đằng sau. Nhìn thì có vẻ là cơ nhưng mà nó là pin. Rồi, mình là Thương Trần. Bạn đánh giá như thế nào về con đồng hồ này? Xin chào và hẹn gặp lại.